Nè, để con ngu như hổm quay người cái lật ngược lại là lắm. Đi cái cầu ớn quá. Còn lúa không? Gì vậy? Chết hoài rồi. Mặt cái khác đi. Cái này cái khác hả? Chỗ nó bán nhiêu con anh? Nó bán ký. Ký hả? Nhiêu ký? Ký 70 ngàn. Thì mà bao nhiêu con mới được ký? Khoảng tầm này. Chắc là mấy con ạ. Nó cứ khai lăng. Dính luôn rồi. Này, dính rồi mà rắn chết queo rồi. Em coi nè. Nó kẹt đầu chết luôn. Nó chạy nè, nó cái đầu nó nè. Chắc nó tính chui ra ngoài nè đúng không? Kẹt đầu con này nhỏ nó chui ra ngoài kẹt đầu chết. Đi đặt. Đặt. 7 thăm thăm. Chuột. Con còn nè. Chết rồi, con này chết cứng luôn rồi. Bỏ. Nè, đào đây nè. Mới ra coi. Bỏ rồi. Hổ hành. Hổ hành nha. Đây mày. Ủa. Con nó nướng là ngon cực kỳ luôn á. Con này hả? Chết ngắt rồi. Còn sống á. Còn sống á. Con đó thịt mập lắm. Rồi 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 rồi. Sáng giờ dính cái đường con rồi. Đây 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 đây. Hổ hành. Quay clip, quay clip. Ủa là mình cầm vậy mình về luôn hả ta? Vậy hả anh? Bắt lại lại bắt đúng không? Thì để đi đi. Má. Giờ em sọt này vô hả gì? Ai sọt kỳ vậy? Sọt gì? Nè. Trời ơi con chuột nó tha vô á. Đủ mà nó pha mà kiểu gì mà nó gài cái hôm luôn nè trời. Nó gài lên luôn nè. Rồi. Kìa. Quá trời gian luôn á. Trời đâu con. Mình sảy con chuột đó hả? Đâu có sảy. Đâu có sảy với em được. Bắt luôn đi. Đấy cái đầu á. Mẹ đầu nó không chịu kìa. Cái đầu nó chui ở dưới rồi. Chui ở đây nè. Này nè. Đó. Nè. Cái đầu nó. Đi cho nó bỏ ra đi. Cho nó bỏ ra đi. Cho nó bỏ ra đi. Bỏ đầu ra rồi. Ê? Nó không có cắn. Mày đâu cắn. Hành xui. Không, con này không có cắn. Gì tính luôn. Rồi bỏ, bỏ nó vô cái nào. Ngu quá gắn rồi. Bắt luôn đi. Hả? Đâu lại thôi. Ôi ơi chóc luôn, ông nội ơi. Con một rồi. Con nãy chết nữa. Hai con đó. Hai con.